Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Thì clip này em sẽ test nhanh để gửi tới anh Lộc ở Đà Lạt ha. Đó. Thì anh Lộc lấy cái cặp kèn JBL ha, nó 2426G. Và anh có kêu làm thêm một cái bộ phân tần để anh đánh cho cái cặp kèn này. Thì em đã làm xong rồi nha. Một tí nữa em sẽ test một đoạn chất âm cho anh em mình cùng nghe và em sẽ gửi hàng cho anh luôn ha. Thì cặp kèn và bộ phân tần này cũng hơn 10 triệu thì anh cũng đã tin tưởng và đã chuyển tiền đủ trước cho em rồi. Thì em làm em test ok xong thì em sẽ gói hàng gửi đi cho anh. Và bên đây là một cái bộ phân tần của Lobat cho anh Hải ở Kon Tum ha. Đó, thì anh cũng đã chuyển tiền ngày hôm qua rồi nhưng mà hôm nay thì em mới làm xong. Nhưng mà em chưa có đấu dây nữa thì một tí nữa em sẽ cố gắng em đấu dây rồi em gửi luôn cho anh trong ngày hôm nay nha. Đó, và cặp kèn JBL này thì lúc nãy em có đăng á thì anh trai liên hệ chốt hàng ha và có dặn em là làm thêm một bộ phân tần. Thì bộ phân tần này á thì em sẽ làm nó có hai cấp độ chơi nha. Cấp độ em đang câu là cấp độ số 2 nè. Thì cái tiếng lời nó lọt vào ít nha. Nữa. Còn muốn cái tiếng lời nó lọt vào nhiều hơn xíu á thì anh lấy cọng dây số 2 này, anh câu qua cọng dây số 1 này thì tiếng lời sẽ lọt vào nhiều hơn nha. Đó. Thì nó có hai chế độ cho anh chơi, nó có bóng bảo vệ ha, tụ và sell. Và dây thì em cũng đã câu sẵn rồi, về anh chỉ việc câu dây vào và chơi thôi nha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình cùng nghe ha. Đó, anh em mình nghe cảm nhận chất âm một phần nào nha. Tại thu âm của điện thoại thì nó cũng không thể nào mà chính xác được anh em. Đó, anh em mình xem thì thông cảm với anh em nha. Như vậy thì anh em mình cũng vừa nghe em test xong một đoạn nhạc nha. Thì cái cặp kèn này JBL 2426G nè. Cặp này đẹp như mới luôn nha anh em. Lúc nãy em có đăng thì anh trai ở Đà Lạt chốt ha. Anh Lộc ở Đà Lạt đã chốt mua cặp này và đã có kêu bên em là làm thêm cái bộ phân tần ha. Thì em đã làm và em test chung với sản phẩm đây để cho anh xem trước nha. Tại vì tiền thì anh cũng đã chuyển khoản đủ trước hết rồi. Đó. Cho nên là em làm xong em sẽ gửi hàng sớm luôn cho anh. Rồi, ok, em cũng cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên em nha. Đó, và bây giờ thì em xin phép được kết thúc clip ha. Anh em mình muốn xem thêm chi tiết về cặp loa này và giá cả thì anh em mình xem clip trước nha. Tại cặp này thì em cũng đã bán rồi, cho nên là em cũng chỉ quay sơ qua thôi nha. Rồi, em xin được kết thúc clip tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi, em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.